Xin chào ông bà, cô chú, anh chị em, bạn bè đang xem kênh của gia đình Vân Sumo nha. Mọi người ơi, mỗi ngày như mọi ngày, nhưng hôm nay em có camera nha. Con gái lớn của em hôm nay đi học được nghỉ buổi chiều, cho nên là buổi chiều nói là đi cùng mẹ để quay cảnh đón em nha mọi người. Bây giờ em vào trường để đón hai bạn nhỏ nhà em, để cho hai bạn nhỏ đi siêu thị nha mọi người. Cặp đâu? Đi về con gái. Trời ơi, tiếc quá trời đó mọi người ơi. Hôm nay em bảo quay cái vườn ớt của mấy cô giáo cho mọi người xem nha mọi người. Trời ơi, cái vườn ớt đó, nó mê gì đâu mà nó mê luôn. Nhưng mà hôm nay đang chỉnh sửa gì á, cho nên là không có cho dô này mọi người ơi. Đang cấm không có cho dô. Đây này, cái vườn ớt ở chỗ này này. Đó, nó có 4 loại ớt luôn nha mọi người. Cái trái ớt này nó tròn, nó nhỏ xíu. Xong rồi có ớt chỉ thiên rồi. 4 loại không chứ, em xem là 4 loại. Trời, đến gần nó đẹp lắm luôn đó. Mà tiếc quá. Cho ta chị em đi chọn bánh hay một thứ chọn đi ạ. Một đứa chọn một loại bánh. Yeah, đi đi. Đấy, đi dép vô, đi dép vô. Giỏi quá nè. Mi ơi, chắc nó quen ở trường rồi. Mi, đi dép vô. Đi dép vô bác sĩ nè. Đi dép vô, đi đâu chân, đi đâu chân. Chắc nó quen ở trường. Đi đâu chân, đi đâu. Ờ, nó không sợ thôi, đi đi. Trời ơi, nó không sợ đẹp rồi đó. Đi 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 đi. Đi 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 mua bánh đi, mấy chị em đi mua bánh đi. Đi mua bánh. Mỗi đứa chọn một loại hả mẹ? Đi đi. Xem bên đây. Bên này không phải. Ủa bên này mà ta. Bên này nè. An chọn nào. Em chọn cái này. Chị chọn cái này. Trời đất ơi. Chọn này hả? Em chọn cái này chị ơi. Rồi, nhớ quý chọn này nha. Rồi đi nè, đi 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 đi. Cầm cho chị. Thôi chị lại không mua nữa. Rồi ý. Mi ơi lại đây. Xem này bao nhiêu vậy? 12, dưới 12 được. Dưới 15 được á. Ủa cái này bao nhiêu trời. Thôi thôi thôi, không mua, không mua nha. Đến chiều này là chiều mất. Cái này nha Mi. Mi ơi, Mi, Mi, Mi. Đi hầm mua được bấm hư hảo. Thôi cái này nhiều lắm nhỉ, không cho đâu. Mi, đứng lại. Rồi chị ăn gì vậy ta? Ngon quá chứ ăn gì? Ủa còn cần dẻo không ta? Đi đâu? Đi hay mua bánh này đi. Chị sẽ mua bánh này. Ok. À, không không, mỗi đứa chọn một loại thôi. Em nhất định chọn này hả? Chọn này đúng không?
Ừ, không đổi nha. Đi 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 đi. Đi. Nhi ơi, chẳng cái mà chị Nhi. Ôi, đây này. Mẹ bên này mà. Mẹ bên này. Mẹ bên này. Mẹ bên này, trời ơi con. Nhớ ai ăn nhớ quý là chọn này nha, không đổi ý nha. Ừ, đưa đây để chị bỏ vào giỏ cho mẹ. Mẹ ơi, cái này là cái gì đây? Rong biển nha. Mày có ăn không mà mày lấy cái này? Chọn mà đi. Trời ơi, chọn bim bim mọi người ơi, chọn salad này. Salad là cái lúc về đời của chị luôn. Con xé cho em miếng. Cái này chắc phải lăn nó lên chứ. Em mua sữa chua Việt Quất nha mọi người. Việt Quất này. Thôi phải lấy cái gì? Đây của con đây. Này của An này. Trời ơi, cho chọn lựa rồi chứ mọi người ơi. Đây của My này. Đây My này. Uống đi. Ông uống, mẹ uống thử nhá. Em uống thử sữa chua Việt Quất nè mọi người. Chết tôi không, nó về nó đòi. Em mời mọi người uống sữa chua nhá. Có trái Việt Quất ở trong rồi. Việt Quất. Sữa chua Việt Quất. Hãy
Bạn Hiếu ở bên cạnh nhà nha mọi người, bạn hàng xóm. Em xin dừng video đây nha mọi người. Mọi người xem video mà thấy yêu mến gia đình Vân Sumo thì cho em xin like, chia sẻ và nút đăng ký kênh để ủng hộ em nhá. Em cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến xem video của em. Thì em xin chào. Rồi chào đi Kiều Nhi, Kiều Hiếu chào đây. Rồi hẹn mọi người video tiếp theo nha. Đi chào kìa, đi chào đi. Con chào. Hôm nay con đi học con ngoan hơn rồi.